các cái chiếc 300 mi thì làm nồi xong thì làm bố chua xo nồi trước hay MV bẻ độ tại cái hộp gió DNA luôn hay là SH mod làm nồi luôn bố là xo luôn. Bây giờ mình lắp vô mình test cái sự khác biệt cho anh em coi. Thường 300 mi á, nồi viên nó chỉ lên tới đây thôi. Làm xong nó sẽ vượt qua. Sẽ vô gót, vô lên. Giờ mình làm nó ý, cái Việt Nam, BF, B3. Nó làm đầy đủ hết. Mình yêu cầu nó liên hệ mình. Hết độ mình cũng có làm hết nha. Khi mình làm nồi bô hộp gió DNA bô lên xong mình sẽ test cho anh em xem khác biệt nha. Thường mấy cái xe đời cũ á, cái đời giữa thì nó có lên đồng hồ, xe zin thì thường lên được 150 hoặc 155. Mình làm thì nó lên được 180-185 tùy xe. Nói chung ra chạy thật thì nó mạnh hơn xe zin nhiều lắm. Đấy lát mình xong cái mình test cái độ bốc của nó cho anh em xem. Xe 300 làm nồi xong mình phải cái nhớt này luôn. Trên đồn của Mỹ nha, cấp độ nhớt SN cộng đó. Nó có chất phụ gia với lại những hạt siêu nhỏ nó bám với chi tiết nhỏ vào động cơ. Xe 300 là mình thay 1.3 lít nha anh em đó. Mình thay vô xong ra anh test cho anh em xem xe này làm nồi lục gió vô lít ba nha, chừa lại 700 lít ba ba trăm trong nhà nữa nè, máy 300 đang gấp luôn.
rất là im, máy móc rồi canh đồng tiền rồi hết. Em yêu cầu có liên hệ mình ha. Rồi, em có yêu cầu liên hệ mình, canh chỉnh điện máy hết luôn. Alo. Rồi khá bằng. Về đó chơi đó. Máy Vario 65 cộng 8 hết lòng 20 ly. F65 hay 68 62. Sạch chia Raider.